Nghị trường Quốc hội nóng lên khi vấn đề chủ quyền biển đảo được đề cập ngay tại phần đầu phiên thảo luận trong ngày làm việc thứ hai của Quốc hội. Ảnh hưởng từ cơn bão số 5, một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng neo đậu gần bờ tránh bão đã bị sóng đánh chìm. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sáng nay 31 tháng 10, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai, thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Vấn đề chủ quyền biển đảo một lần nữa được đề cập ngay tại phần đầu phiên thảo luận. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang nhận định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặt mối quan tâm lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Song đây cũng là một thách thức trong thời bình. Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang nhận định, cần đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ, kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước. Khi đất nước ta chưa có độc lập, thì khát vọng lớn nhất của chúng ta là đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước. Ngày nay, khát vọng lớn nhất của chúng ta là phải giữ vững được độc lập chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khát vọng đó chính là điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục lâu dài phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ. Một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đã khẳng định điều này. Tướng Nghĩa là vị tướng quân đội thứ hai đề cập đến vấn đề chủ quyền biển đảo trong phần thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách 2019 và kế hoạch năm 2020. Chiều hôm nay, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng đã dành toàn bộ thời gian trong phần thảo luận của mình để đề cập, phân tích các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Đây cũng là mối quan tâm của đại biểu Quốc hội khác trong phần thảo luận. Không có cái sự nhân nhượng bất kỳ nào để khi nói đến vấn đề bảo vệ chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ các cái quyền thiêng liêng của dân tộc chúng ta. Và theo tôi đó là chúng ta cũng nên có cái sự thông tin đầy đủ hơn qua cái hệ thống chính trị mà chúng ta cũng đã có đầy đủ ở cả nước đã phủ khắp như vậy, thì kịp thời hơn, đầy đủ hơn, có nhiều cách thức để chúng ta thông tin đến người dân để làm sao người dân có cái sự yên tâm và tin tưởng vào cái tương lai và vào cái kết quả bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng ta. Các đại biểu cũng cho rằng những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, Việt Nam quyết không dân nhượng, nhưng cần phải có đối sách phù hợp. Bên cạnh đó, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về các vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông tại kỳ họp lần này đều được các đại biểu Quốc hội, nhân dân nhìn nhận, đánh giá cao. Nhằm đánh giá đầy đủ tác động của việc điều chỉnh quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP giai đoạn 2010-2017, sáng nay, Đại học Kinh tế Quốc dân cùng với Tổng cục Thống kê đã tổ chức hội thảo đánh giá lại quy mô GDP, những vấn đề đặt ra từ góc nhìn đa chiều. Theo Tổng cục Thống kê, đánh giá lại quy mô GDP theo phương pháp sản xuất không phải là cách tính mới, công thức mới, mà đây là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ cơ quan thống kê nào trên thế giới. Tuy nhiên, sơ bộ kết quả việc đánh giá lại cho thấy, có 76.000 doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa được đưa vào căn cứ xác minh trước đây đã làm quy mô GDP tăng lên 25% cho cả giai đoạn 2010-2017, tương đương mức tăng 60-70 tỷ đô la Mỹ trong tổng giá trị GDP. Điều này khiến cho tỷ lệ GDP bình quân đầu người tăng lên. Cùng với đó, nợ công trên GDP, bộ chi trên GDP giảm đi. Các chuyên gia cho rằng cần sử dụng số liệu đúng bản chất, các số liệu điều chỉnh giảm như nợ công, nợ nước ngoài không phải là hàm ý để Việt Nam tăng cao nguồn vốn đi vay, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Vì vậy, trong thời gian tới, khi công bố đầy đủ kết quả quy mô GDP, cũng cần đi về đó là quy mô GDP điều chỉnh. Các chỉ tiêu và ngưỡng an toàn của chỉ tiêu cũng cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế, để không tạo ra sự lạc quan tếu trong điều hành kinh tế, sự chi tiêu vượt mức của các cơ quan chính phủ và đặc biệt là tạo mức an toàn trong thu chi ngân sách. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội đã
Hội thảo quốc tế về địa kỹ thuật công trình kết cấu lần thứ 5 đã diễn ra tại Hà Nội với mục tiêu nâng cao nhận thức tầm quan trọng của sự bền vững trong phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của đổi mới và công nghệ trong việc lập kế hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững. Đây là một chủ đề có tầm chiến lược cho tất cả cộng đồng, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách trong nước và trên thế giới. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết. Ngoài ra, sự kiện cũng sẽ tập trung thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế có lợi, chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp, cũng như phát triển hợp tác thể chế về nghiên cứu và giáo dục đại học. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của 10 hộ gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh có con mất tích khi sang Anh, cơ quan điều tra đã vào cuộc và điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Tối qua, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 28 tháng 10, Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Tĩnh đến các gia đình để lấy mẫu vật phục vụ điều tra. Nhiều gia đình cho biết người thân của họ thông qua các mối quan hệ đã liên hệ với người môi giới để sang Anh làm việc và mỗi lao động phải mất hàng trăm triệu đồng cho người môi giới nếu thành công. Đến thời điểm hiện tại, những gia đình này vẫn chưa có thông tin gì về người thân của mình. Cuộc sống tại nhiều vùng quê còn khó khăn khiến nhiều người bất chấp cảnh báo nguy hiểm, chấp nhận xuất khẩu lao động chui với mong muốn đi một lần để đổi đời. Nắm bắt tâm lý này, nhiều đối tượng đưa người đi lao động trái phép đã đưa ra nhiều chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Tin vào lời môi giới, năm 2014, vợ chồng ông Bạch đã vay mượn 8.000 đô để được sang Angola làm việc. Không những không có việc nhẹ, lương cao như hứa hẹn, mà vợ chồng ông bà đã không ít lần bị cướp tấn công. Nó vào 8 người, mang súng thì giao thì đến là trò hết toàn bộ là 4 người, 3 người Việt Nam và 7 người là Angola. Nó trói gót rửa, bắt đầu nó lục hết toàn bộ. Nếu không có tiền, nó đấm, nó đạch. Nói chung là dùng mọi thủ tục để mà nối tiền ra. Tôi có hôm là tôi đi chợ, nhưng mà tôi đã lên taxi đầy đủ như thế rồi. Là cái thằng nữa là lại hành gì, cái quan sát như thế này. Thì tất cả mọi người ngồi đó, không ai hề nói cho qua một câu cái gì cả. Nói, có tiền không, đưa cho tao. Thì được mấy nghìn này bấu, thì nó tự nó lấy thôi. Đầu năm nay, vợ chồng chị Giang cũng vay nóng 300 triệu đồng để đưa cho đối tượng môi giới với hy vọng sẽ được đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng tới nay, tiền thì mất, nhà cửa phải bán để trả nợ, mà công việc thì chẳng thấy đâu. Khi đưa tiền thì người ta hứa hẹn là sẽ giúp mình làm để mình xuất cảnh được nhanh. Thấy cái giới thiệu là có nhiều trường hợp đi được rồi nên là mình cũng tin tưởng nên là mình mới chuyển tiền. Mà người ta cũng có, tại vì đối tượng người ta có chụp cái visa ấy. Gọi là có chụp cái visa gửi qua mạng bảo là có visa rồi thì mình cứ nghĩ là có visa rồi thì chắc chắn là sẽ đi được nên là mình mới chuyển tiền. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá nhiều chuyên án lừa đảo xuất khẩu lao động, lừa đảo chạy việc làm. Những đối tượng này đã sử dụng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt để lừa đảo. Các cái đối tượng tạo các cái vỏ bọc bên ngoài về các cái điều kiện kinh tế khá giả để rồi lừa đảo người dân. Thứ hai là các cái đối tượng thường lợi dụng thiếu hiểu biết để đưa đến các cái trung tâm không có chức năng xuất khẩu lao động. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, nếu như người dân vẫn tiếp tục đi xuất khẩu lao động theo những đường dây trái phép, thì những rủi ro, nguy hiểm vẫn sẽ luôn trực chờ trên con đường tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Thưa quý vị, Giải thưởng khởi nghiệp toàn cầu Hostbright Đông Nam Á 2019-2020 đã chính thức khởi động vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Người chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng lên đến 1 triệu đô la Mỹ với chủ đề xây dựng mô hình khởi nghiệp tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta trên từng đồng doanh thu. Các dự án đều khuyến khích gắn sự phát triển của hoạt động kinh tế với lợi ích cộng đồng, cải thiện đời sống người dân, qua đó xây dựng nền tảng phát triển bền vững trên cơ sở phát triển chung của toàn xã hội. Mỗi vòng thi sẽ có tổng cộng 100.000 đơn đăng ký tham dự, hơn 250.000 ý tưởng khởi nghiệp có cơ hội giải phóng và ý tưởng chiến thắng, dự kiến sẽ được lan tỏa đến hơn 10 triệu cá nhân ở những vùng bị ô nhiễm nặng nề. Thưa quý vị, hôm qua và hôm nay, nước lũ trên các con sông lớn của tỉnh Quảng Ngãi như là Trà Câu, sông Vệ liên tục dâng cao, gây ngập nhiều nhà dân.
Trước tình hình này, công tác ứng phó với lũ ở vùng hạ lưu các sông đang được tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo dồn sức ứng phó. Lũ trên sông Trà Câu đoạn qua địa bàn xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đến 9 giờ sáng nay, lũ trên sông Trà Câu đã vượt báo động 3 là 0,31m, sông Vệ cũng vượt báo động 2. Tập trung là lo công việc của gia đình, rồi lo là di dời những cái vật dụng mà nó quan trọng cần thiết đó lên chỗ cao. Tình hình là như vậy thôi. Nói chung là bây giờ bà con người ta cũng đang chuẩn bị tinh thần là định để mà chống lũ. Lo sợ nước lũ từ sông tràn vào nhà, hai ngày nay vợ chồng ông Đàm lo kê dọn tài sản lên cao. Lương thực, thực phẩm và các giấy tờ cần thiết đều được đưa đến các điểm an toàn. Vợ chồng ông sẵn sàng các biện pháp để có thể ứng phó với lũ. Rồi, kê hết rồi. Nghe là chuyện qua bỏ là mình đã kê cả cái thứ đó. Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn hết. Còn hết cây là chuẩn bị rồi, hết có gì là leo trên. Đó là người, còn vật chất thì thôi chứ bây giờ nó đã ngập. Hết rồi rồi phải chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương vùng hạ lưu sông triển khai ngay các phương án ứng phó theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước lũ. Trong đó, chú trọng công tác di dời dân, đảm bảo tính mạng và tài sản trong tình hình lũ trên sông diễn biến phức tạp. Đã chỉ đạo cho Ủy ban dân xã Phú Văn, Ủy ban dân xã Phú Minh, hai xã vùng hạ lưu sông Trà Câu là phân công người trực ở những cái đoạn sung yếu có nguy cơ ngập khi nước lũ sông Trà Câu dâng cao để kịp thời di dời dân khi đảm bảo tính mạng tài sản cho người dân khi nước lũ tràn vô khu vực dân cư. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tối qua và sáng nay, thành phố Đà Nẵng có mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ. Đặc biệt là trong đêm qua đã có một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu trú bão gần bờ. Tàu cá bị sóng đánh chìm mang số hiệu DNA27028, làm nghề giã cào của ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sáng nay, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng cùng gia đình đang tìm cách trục vớt. Tuy nhiên, hiện tại ở Đà Nẵng, mưa đang rất lớn và gió vẫn còn mạnh ở khu vực, nên việc trục vớt rất khó khăn. Trong khi đó, hơn 1.000 tàu cá của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có thiệt hại nào. Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Tử vong vì bệnh không lây nhiễm đang là một trong những nỗi lo ngại lớn của y tế Việt Nam cũng như thế giới. Chi phí điều trị với ba bệnh lý như đái tháo đường, tim mạch, ung thư cũng là nỗi băn khoăn của hàng chục ngàn người bệnh. Làm thế nào để sử dụng thuốc hợp lý, tăng chất lượng điều trị, giảm chi phí cho nhóm bệnh trên là câu hỏi có thể được giải đáp phần nào trong công trình nghiên cứu của Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa được công bố sáng nay. Đái tháo đường, tim mạch, ung thư, ba loại bệnh phổ biến và gây ra những hậu quả nặng nề cho người bệnh ở nước ta. Trong đó, chi phí thuốc men là một gánh nặng mà bệnh nhân ngao ngán. Nhiều nhóm bệnh nhân mang theo một lúc nhiều mặt bệnh, dẫn đến khó khăn và tốn kém trong chỉ định điều trị. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng nhiều thuốc. Thế thì khi sử dụng rất nhiều thuốc như vậy, sẽ có sự tương tác các thuốc đó. Có lợi đó là cái sự hiệu quả điều trị, nhưng cái sự tương tác có hại của cái thuốc đó thì những bác sĩ lâm sàng rất cần các dược sĩ lâm sàng phối hợp. Với những băn khoăn trong công tác điều trị, Bộ Y tế đã chủ trì biên soạn một tài liệu về dược lâm sàng có tính pháp lý và chuyên môn cao nhất hiện tại đối với ba loại bệnh trên. Công trình này được trực tiếp Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ biên và gần 40 chuyên gia tham gia nghiên cứu. Đặc biệt có sự tham khảo từ hơn 150 tài liệu quốc tế, đảm bảo tính cấp tiến và đồng bộ với trình độ dược của thế giới. Cần người thầy tốt nhưng cũng cần phải hướng dẫn về thuốc để chúng ta sử dụng hợp lý, an toàn và hiệu quả trong cái điều kiện của đất nước của chúng ta, trong cái điều kiện kinh tế xã hội của chúng ta. Chúng tôi muốn chung tay cùng Bộ Y tế giúp các dược sĩ được nâng cao kiến thức và năng lực mỗi ngày, tư vấn tốt về việc dùng thuốc cho nhân viên y tế và bệnh nhân, giúp cho việc điều trị bệnh nhân được an toàn, hiệu quả và kinh tế hơn. Với công trình nghiên cứu này, các bác sĩ, dược sĩ được tăng cường hỗ trợ với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng điều trị, an toàn cho người bệnh. Nhờ chuẩn pháp lý và chuyên môn dược lâm sàng, các bệnh viện tránh được các rủi ro do thuốc gây ra, đặc biệt là với nhóm bệnh không lây nhiễm.
đương nhiên rồi sẽ đem lại được cái hiệu quả điều trị tối ưu và từ đó thì giảm thiểu các cái chi phí vì điều trị những cái phản ứng bất lợi hoặc những cái quá trình tương tác thuốc. Cùng với các bác sĩ lâm sàng và xử lý, chúng ta có một cái hành lang pháp lý để mà sử dụng nó cách an toàn, hiệu quả, đúng thuốc, đúng người, đúng bệnh, đặc biệt là an toàn cả cho bệnh nhân và an toàn cho người thầy thuốc. Được biết, tại Anh từ năm 2005 đến năm 2010, hơn 500.000 sai sót trong sử dụng thuốc đã được báo cáo. Tại Mỹ, năm 2014, hơn 800.000 trường hợp gây hại của thuốc, gần 124.000 người đã tử vong. Do đó, dược lâm sàng được chú trọng phát triển với kỳ vọng mang đến an toàn cho người bệnh ở mức cao nhất, không riêng Việt Nam mà với cả thế giới. Thưa quý vị và các bạn, các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng, trong đó chủ đạo là công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Dawako, đã có hàng loạt động thái sau khi VTC1 phản ánh lo ngại khi các bãi khai thác vàng xả nước thải ra đầu nguồn nước của Đà Nẵng. Thời gian tới, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ phối hợp kiểm soát chặt chẽ đầu nguồn nước, nhất là nước thải từ hoạt động khai thác vàng, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu người dân Đà Nẵng được đảm bảo. Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Đà Nẵng cho biết những mẫu nước ở hiện trường, 5 mẫu khác dọc hạ lưu dẫn nước về Đà Nẵng có hàm lượng vượt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, từ vị trí lấy mẫu nghiệm đến nhà máy Đà Nẵng cách nhau khoảng 100 km và có đến 7 con sông hợp dòng, thế nên các mẫu nước hạ du không còn chỉ số vượt tiêu chuẩn. Có 109 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu nhóm A, 16 chỉ tiêu nhóm B và 3 chỉ tiêu nhóm C. Có quy định là cái tần suất kiểm soát và chúng tôi căn cứ cho quy định đó kiểm soát rất là chặt chẽ. Ngùa ra, tôi ví dụ như là cái nhóm A tiêu chuẩn người ta yêu cầu chỉ có hàng tuần. Tuy nhiên hiện nay công ty xét thấy vấn đề chất lượng nước là quan trọng, và đó tôi có một số chi tiêu và có thể biến đổi, ví dụ như là cái độ pH, clorua, natrium. Là chúng tôi quan sát bằng thiết bị online 15 phút một lần. Song song đó là một tiếng một sau là chúng tôi cho nhân viên từng một tiếng một cho nhân viên ra lấy mẫu nước đo bằng thiết bị cầm tay để so sánh với thiết bị online. Đồng thời cái nhân viên mà ra lấy mẫu nó cũng có một cái nhiệm vụ nữa là quan sát cái nguồn nước để có cái đánh giá sơ bộ về mùi, về màu có gì biến bất thường không, nếu bất thường thì xử lý lại. Và tôi khẳng định rằng với cái công nghệ hiện nay của công ty là hoàn toàn kiểm soát được chất lượng nước thô đầu vào, cũng như chất lượng nước đầu ra. Trong khi đó, theo Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, hiện nay quy trình kiểm soát chất lượng nước thô được giám sát rất chặt chẽ, nên nước được sản xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, qua phóng sự mà VTC phản ánh, ngành Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng đang tiến hành nhiều biện pháp để kiểm soát nguồn nước đầu nguồn này. Thì báo cáo hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và cũng đã giao cho cái chi cục bảo vệ môi trường làm việc với chi cục bảo vệ môi trường Quảng Nam để đề nghị họ cung cấp những cái DTM của những cái mỏ mà được cấp phép trên cái địa bàn Quảng Nam. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị tham mưu cho thành phố một cái báo cáo để gửi đến cái ban điều phối khu vực Vu Gia, khu vực Thu Bồn để có những cái kiến nghị xung quanh cái việc này. Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cũng quan ngại trong việc cấp phép khai thác khoáng sản của tỉnh Quảng Nam nhưng cho xả thải ra nguồn nước như hiện nay. Trước mắt, Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam giám sát chặt chẽ việc xả thải này và tiến tới quy hoạch lưu vực đầu nguồn nước sạch để cấm tuyệt đối các hoạt động xả thải tương tự. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 30 tháng 10. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.